Các bạn nói xem là con diều này mình thả nó lên được không các bạn? Các bạn coi nè, nó nhỏ bằng cái tay của mình nè. Bây giờ mình thả lên luôn nha các bạn. Thử là nó có bị cái tật lật nữa không nha các bạn. Lên, ui. Một phát bay lúc lên luôn. Hết bị lật rồi kìa. Vậy là nãy giờ bị dính dây các bạn à. Bay cao quá. Ôi, muốn đụng cái bạn gió luôn rồi kìa các bạn. Ừ. Nó kéo tay mình nè các bạn. Căng cực luôn. Ui. Các bạn coi diều sông băng mình mới làm hôm bữa nè các bạn. À, mới làm hôm qua các bạn. Coi nó bay đã đúng không? Mình cầm nó rất là nhảy gió luôn các bạn. Cầm là nó bay nè thấy không? Mới thả con xíu dây nè. Đó. Bay ngon các bạn. Thì hôm nay các bạn mình sẽ đem con diều sông băng này với lại con diều mình vừa mới làm các bạn. Nè, con diều giấy mini. Các bạn coi là nó nhỏ bằng cái tay của mình thôi các bạn. Đó, bằng cái bàn tay của mình thôi nha. Nhưng mà các bạn nghĩ là con diều này có bay được không các bạn? Theo mình nghĩ là con diều này nó sẽ bay được nha các bạn. Hôm bữa thì mình cũng có làm một con diều giấy nhỏ nhưng mà nó nhỏ quá các bạn à. Nó chừng hai ngón tay của mình là sao bay được các bạn. Là bây giờ hôm nay mình quyết định là làm thử con diều cỡ một cái bàn tay vậy nè các bạn. Để mình thả xem thử là bay được không nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ kéo cái dây diều giấy này ra để mình giục lên cho các bạn xem nha. Đây chuẩn bị thả con diều giấy lên các bạn. Mình để con diều sông băng của mình xuống á, gió đập gãy cánh lên cho đây rồi. Đây nè các bạn, nhìn nè. Đó các bạn thấy rõ không? Nó gãy lên cho đây nè các bạn. Mà chắc không sao đâu, gãy con xíu à. Các bạn coi diều giấy mình nó bay nè các bạn. Mình chưa kịp kéo dây hay gì đó. Để bây giờ mình thả lên luôn nha các bạn, nó dễ bay lắm. Thấy không? Tuy là nó hơi nặng một xíu các bạn à, mình làm cây cho nó là cây chổi chà nha các bạn. Thôi thì bây giờ để kéo dây dài ra giục lên thả nha các bạn nha. Con diều sông băng thì mình dùng cái cuộn dây thả mình đè lại rồi các bạn. Giờ mình kéo dây con diều giấy mình ra để mình giục lên nha các bạn. Các bạn nói xem là con diều này mình thả nó lên được không các bạn? Các bạn coi nè, nó nhỏ bằng cái tay của mình nè. Bây giờ mình thả lên luôn nha các bạn. Lên. Giục một phát bay lúc bên đó luôn các bạn ơi, coi nó bay kìa. Con diều này bay chín thiệt chứ. Nhỏ mà có vỏ nha. Ui nó lạng kìa các bạn không. Wow. 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 Xong rồi. Lên. Đúng rồi. Các bạn coi nó bay kìa các bạn. Mặt trời nắng hơi chói các bạn thông cảm nha. Ủa nó vô là bay được các bạn. Mình thả dây ra tiếp cho nó bay lên nha các bạn. Các bạn thấy con diều giấy mình nó bay đằng đó không các bạn? Nó đang ở dưới gần dưới đất đó các bạn. Nói chung con diều này á các bạn, mình mà làm đuôi dài á các bạn thì nó sẽ hơi hơi nặng, không bay lên não. Mà nếu mà mình làm đuôi ngắn á thì nó lại lạng quá. Mình làm cỡ đây là cũng được mà nó lạng quá các bạn ơi, coi kìa. Quay gớm không? Nhưng mà vẫn bay được là cứ thả thôi các bạn ơi. Con diều giấy của mình thì nó lên cao hơn trển rồi các bạn thấy không? Đó, nó chỉ bay tầm đó thôi bạn. Bây giờ mà nó rớt đó, thì mình cầm mình giục lên lại thôi. Mình dây thì mình cột bằng kia các bạn. Nó đang rơi xuống kìa. Hết gió các bạn. Giờ qua giục lại nha. Đây là lần đầu tiên nó rớt luôn á các bạn. Bây giờ mình thả lại nha. Gió tới là lên thôi, dễ lắm. Đấy, lên. Giật hồi là lên. Đấy. Rồi, tạm thời là con này nói chung là bay được nha các bạn nha. Nhưng mà mình thả dây ra dài á thì nó cũng chỉ bay xa thôi các bạn, nó không có lên cao được các bạn. Nó bay lên cao yếu lắm. Tại vì cơ bản nó cũng khá là nhỏ, nó không có tiếp gió nhiều các bạn. Các bạn thấy con diều mini mà bay gớm không? Lúc trên đó rồi các bạn, cao rồi á. Giờ mình thả con diều sông băng mình lên nha các bạn. Vừa nãy bị gãy mà không sao, chắc là bị gãy nhẹ các bạn, chắc là cũng còn bay được á. Để thả thử mới biết được các bạn. Ui, gió mạnh quá. Ui, cha đập đầu vô dính dây con diều mini. Từ từ. Đi qua đây xíu các bạn, mới cầm nó xuống dây dính dây con diều mini nữa. Nó kéo căng dây quá các bạn ơi. Kéo căng dây quá. Cháy cái tay luôn mình luôn nè các bạn. Nó lên cao kìa. Con diều này bay xuống thiệt chứ. Bị lật dây hả? Cao quá bị lật dây luôn các bạn. Nè, bây giờ mình coi mình giật lại cái nó lên này nha. Nó đúng mặt dây rồi, lên. Đó. Con này dễ bay lắm. Để mình thả dây ra cho nó bay. Gió kỳ trời. Ui, bay gớm ghê không à. Nó bay kiểu gì á.
Giờ mình thả dây ra cho con diều diều sông Văn mình lên nha các bạn. Hôm nay thì gió nói chung là mạnh rồi, bay căng dây lắm, không như hôm qua các bạn. Qua gió thảo qua bên đây nè, nay thì gió thảo qua đây các bạn. Ừ, con diều này của mình nó bị gì rồi các bạn à? Nó bay nó cứ lật cái đầu á các bạn thấy không? Các bạn, con diều của mình nó bay các bạn, nó bị gì rồi? Nó bay hồi là nó bị lật lại các bạn à. Chán ghê không à? Coi nó bay nè, rồi hồi nó lật này nha. Đó, bay căng là đó, nó lật thấy không? Nhưng mà nó không có rớt được đâu. Nó cứ bay lên xong rồi nó bị lật rồi nó bay xuống rồi lên vậy các bạn. Ở dưới là con diều mini bay nè, còn ở trên là con diều sông Văn Bình Dương. Cõi bay à? Chết mẹ rồi. Hai cái con diều dính dây rồi các bạn ơi. Dính dây chưa ta? Ui rồi, xong con diều giấy dính lên con diều sông Văn luôn. Hên vừa mới rớt ra các bạn nhưng mà dây nó dính lên rồi. Rồi con diều sông Văn kéo nhiều giấy lên luôn rồi kìa. Ô, con diều sông Văn nó kéo nhiều giấy lên luôn rồi các bạn ơi. Bay lúc bên chào luôn rồi. Con diều sông Văn đang bay vào đây nè các bạn. Nó kéo cái con diều giấy nha các bạn. Dây nó bị dính vô cái con diều sông Văn á, nên nó kéo con diều giấy lên luôn các bạn à. Con diều sông Văn này nói chung là bị gì rồi các bạn, hết bay được rồi các bạn à. Đấy, các bạn thấy không? Đấy là nó bay vẫn được nhưng mà bay lên là nó bị lật rồi các bạn. Đúng diều Bình Dương luôn rồi. Giống như đang lướt sóng vậy á. Rào rớt nhưng mà không rớt, vẫn lên lại nè. Lên lại mày. Đúng rồi, lên. Các bạn thấy không? Diều bay lão á. Còn diều giấy bay nữa các bạn, chiến vãi ra luôn. Diều giấy xoay vòng vòng nhưng mà vẫn lên nha các bạn, không rớt. Ừ. Rồi rớt à, rớt à, rớt à. Em này rớt rồi à, bạn, còn em diều giấy nha. Em diều giấy nhìn vậy mà trâu hết luôn. Bây giờ bay à. Thì mục tiêu chính hôm nay cũng chỉ là em diều giấy thôi bạn ơi. Con này mình thả lại thôi các bạn. Ô, bay rồi bạn ơi. Đã quá. Con này nhỏ mà bay đã lắm các bạn. Trời ơi, dây quấn nữa các bạn. Con dây nó quấn vô cái cây nè. Vậy sao nhỏ bay được. Để gỡ ra coi thử là nó có bị cái tật lật nữa không nha các bạn. Lên. Ui. Một phát bay lúc lên luôn. Hết bị lật rồi kìa. Vậy là nãy giờ bị dính dây các bạn à. Bay cao quá. Ui, bay lúc bay trời luôn rồi. Cao lắm các bạn ơi. Gió cực căng luôn, cong hết cây ra ngoài luôn. Coi bay kìa. Cao lắm. Nãy giờ là lần này là nãy giờ nó lên cao nhất luôn các bạn. Các bạn thấy diều bay ổn không? Ui, ngon nhờ. Lại là do nãy giờ các bạn là cái dây nó bị quấn vô mà mình không biết. Nó quấn vô cái cây đầu diều của các bạn, mình không có biết, các bạn mình không có để ý á. Coi các bạn, coi nó bay lên kìa. Ui ơi, căng dây cực luôn. Để mình tới dây mình cầm cho các bạn xem nha. Các bạn coi con diều sông Văn của mình nó bay kìa các bạn. Ui, nó căng dây kìa. Bay căng lắm các bạn ơi. Gió rồi đang sắp mưa các bạn, coi trời bên đây nè. Đó, tới thui rồi các bạn. Âm u quá nên là diều nó bay căng cực luôn các bạn không. Thả con diều giấy chán quá nên thôi qua thả con diều sông Văn nha các bạn. Ư. Để bây giờ mình thả dây ra. Ui ui, chết 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 chết. Gió mạnh quá, do nãy cái cây bên nó bị gãy á các bạn. Nên là bây giờ nó nghiêng qua bên đó quá. Nó kéo tay mình nè các bạn. Căng cực luôn. Ui. Hên quá. Nó vừa đâm xuống các bạn à. Nó vừa đâm xuống mà hên là chưa sao. Để mình cầm được cái cuộn dây á, cầm gì nó cháy tay quá các bạn. Các bạn coi diều của mình nó bay kìa. Lúc vô đó luôn. Thì nãy mình vừa giục lên các bạn là dính cái đợt gió mạnh đó các bạn, nó bay thẳng rút bên trời luôn. Căng cực luôn á các bạn, cong hết cây ra sau luôn á. Là con diều này nói chung là giờ bay vẫn còn ổn nha các bạn. Hồi nãy nó bị lật đó là do cái dây diều của mình đó các bạn, nó bị quấn vô cái đầu diều á nên nó mới bị lật thôi. Đó. Nãy mình không có để ý á các bạn. Mình thả ra cho hết dây luôn nha. Ơi, muốn đụng cái bàn gió luôn rồi cả các bạn. Ư. Ừ, nó bay ngang cái bàn gió luôn, cái bàn gió đang quay rất là mạnh luôn đó các bạn ơi. Ui, mình sợ trúng cái bàn gió quá. Nhìn dày gần lắm các bạn mà chắc cũng phải xa cỡ khúc nữa à. Cái bàn gió thì gần mình lắm các bạn, coi kìa. Kế bên mình thôi chứ đâu. Diều mình nó bay kìa. Ui, cái này mà nó bay trúng cái bàn gió là quất một phát là kéo mình lên luôn không ta. Sợ vậy. Bay im ru luôn nha các bạn. Các bạn xem buổi chiều thả diều như vậy rất là mát luôn các bạn. Mát dữ luôn á, mát ra mồ hôi luôn. Thì nãy giờ thả hai con diều lên mệt quá nên mới đổ mồ hôi thôi các bạn. Coi diều mình giờ, coi diều kìa. Các bạn thấy con diều sông Văn của mình nó bay không? Nó bay rất là đầm các bạn, đứng một chỗ cho nó thôi. Nói chung là con diều lần này là mình làm tốt nhất so với mấy con diều lúc trước nha các bạn. Thì mình cũng làm khoảng đâu đó 5-6 con diều 6 gì á. Nhưng mà con này là mình thấy là ok nhất các bạn. Có con thì cây nó bự quá, cây cái bự quá, có con thì cây cái nhỏ quá. Có con thì nang xấu, nang cứng gì tùm lum đủ hết. Ừ, căng quá các bạn ơi.
gió đang mạnh căng nhiều lắm. Ui các bạn coi nhiều mình nó gãy luôn kìa. Căng cực luôn á, trời sắp mưa rồi các bạn coi, trời bên kia nó tát thui luôn, căng lắm. Bây giờ thả diều là nó kéo đầu đi đó. Để bữa nào mình làm một con bự mình thả nha các bạn. Bữa nào mình canh gió mạnh á, sau đó là mình sẽ làm một con bự mình thả. Tại vì mình làm mấy con nhỏ trước để mình lấy kinh nghiệm á, để mình làm một con bự để mình thả nó dành chơi nha các bạn. Thì có lẽ là bây giờ mình sẽ kết thúc bây giờ tại đây nha. Thì cái con diều giấy mini lần này các bạn thì bay rất là ok nha, bay vẫn được. Nhưng mà đồng ý là nó bay vẫn được, nhưng mà nó phải cần cái lượng gió khá là mạnh để nó có thể bay được nha các bạn. Còn con diều 6 trong vân này hôm nay mình thả lại cho các bạn xem gió mạnh nè các bạn. Gió cực mạnh luôn, bay vẫn rất là ngon nha. Các bạn thấy nó bay không? Nghe cái bài gió á. Đó. Nó bay nó đứng trên đó các bạn, mặc dù là trước đó nó vừa mới bị gãy cái cây bảy cái nang ở trên đó các bạn. Nhưng mà không sao, do là mình dán ni lông, dán keo á, nó vẫn còn giữ lại một xíu, nó vẫn còn bay được các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Bye bye.